mình đã mua sẵn một thứ, đó là cái ống này để về. Và việc hôm nay của mình sẽ là hướng dẫn các bạn. Hey, xin chào mọi người ha. Thì đây là cái bãi xe quen thuộc của mình hay đậu xe. Thì hiện tại là không biết sao khu vực quận 7 chỗ này nó lại tăng thêm số lượng xe ô tô. Chắc là càng ngày dân tình Việt Nam càng có điều kiện hơn, nên lúc trước á họ không có làm cái miếng ở đây. Bây giờ có thêm xe nên họ làm thêm cái miếng đây để mấy cái xe chui vô giữa nằm ha. Thì xe mình nằm ở cái góc bên này. Okay. Thì hôm nay mình tự quay và có chuẩn bị sẵn cái chân ba chống này, cái chống ba chân này để hỗ trợ, tại vì không có ai hỗ trợ mình cả. Ngày hôm nay làm cái gì thì thật ra là nếu các bạn có coi cái clip trước của mình á, mình đã từng bị rỉ nước ở vị trí chỗ này đó, thì hiện tại nó vẫn bị nha các bạn. Thì sau khi mình xác định rõ là nó không phải đến từ cái ống, mà thực ra nó đến từ cái miếng nhựa mà mình đã từng có chia sẻ với các bạn á. Đi từ cái đường nước này, đi ra bên ngoài và đi xuống phía kia vô trong két nước á. Đó các bạn thấy không? Vô trong két nước thì toàn bộ cái này là cao su, chỉ riêng có khu vực này là nhựa. Và cái nếu cái nhựa này nó bị hư thì là chỉ có thay thôi chứ không có cứu được. Thì đương nhiên cái gì cũng vậy. Mình đã mua sẵn một thứ, đó là cái ống này để về. Và việc hôm nay của mình sẽ là hướng dẫn các bạn tháo và thay. Cũng song song với đó có vài cái update cho các bạn nha. Thì hiện tại là mình đã tháo cái đường ống này rồi. Để tháo được cái này thì các bạn sẽ phải tháo cái ngàm nhỏ nhỏ ở đây nè. Cái ngàm này nó sẽ nằm ở bên trong cái rãnh. Và cái đường ống mới của mình mua về á, nói chung ship từ nước ngoài về thì nó sẽ rẻ nhưng mà chờ hơi lâu, thì mình chấp nhận điều đó. Đây là cái mới luôn. Thì lát nữa mình chỉ việc nó nằm sẵn rồi, thì lát nữa mình chỉ việc ghim cái này nè, cái này nè, đó, cái dắt này để vô cái lỗ đó. Thì nó có một cái ống cao su trên để có một cái gioăng cao su để chống thoát nước. Và cái rãnh này nè là cái chỗ miếng thép nó sẽ ghim, nó giữ lại đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái mô phỏng ở đây, đây là trên cái bình nước phụ nha. Thì sẵn các bạn cũng sẽ nhìn thấy là mình đã từng nhờ bên gara hỗ trợ mình về việc là thay cái gioăng đầu bò rồi. Thì nó còn động này tí nhớ cũ thôi chứ cũng không có phải là bị đĩ tiếp nữa, nên không có sợ lắm. Đây nè, thay thì sẽ gioăng cao su và sau đó thoa thêm keo nha. Clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tháo cái này và mình cũng mới mô tả lại. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái ống chỗ này, tháo cái con ốc chỗ này, củ dê chỗ này, và sau đó mình sẽ tháo cái ngàm ở đây. Cái ngàm ở đây thì nó không xài cái củ dê như các bạn, nó có một cái đường, có cái rãnh nhôm ở trong đó. Đây các bạn nhìn nè, có cái rãnh nhôm mà người ta đã thiết kế rồi. Cái vị trí chỗ mình đang chỉ này nó lồi ra để các bạn có thể lấy một cái vít dẹp đó. Cái vít dẹp mình đã có nha, cái vít dẹp để chọt vô và lẫy nguyên cái ngàm này ra. Sau khi lẫy cái ngàm ra, các bạn sẽ rút cái đường ống ra, thì cái đường ống nó sẽ được mô phỏng như thế này nha. Đây là toàn bộ ống mới hết, cao su mới, nhôm mới luôn, nhôm mới nha. Còn cái nhôm cũ của mình thì có vẻ cũng đã bị xấu đi rồi, cũ rồi. Thì một lát nữa sau khi mình tháo xong á thì mình sẽ cho các bạn thấy so sánh giữa cái cũ và cái mới như thế nào nha. Đó các bạn, thì lúc nãy là mình đã thử một cái đoạn timelapse. Thì hiện tại là xe của mình là để qua đêm nên cái lượng nước mà nó bị trào ra đó nó rất là ít nha, đỡ cái việc bị phí nước. Và phía dưới này là cái đường ống nó đã được thoát ra rồi đó. Nói chung là cũng khá là dễ, các bạn chỉ cần tháo cái ngàm này nè, đây, tháo cái ngàm này nè, nó ra là nó sẽ, khi mà nó vô á, nó sẽ bám cái này lại. Thì cũng sẵn tiện, như lúc nãy mình có nói, trong lúc chờ cái nước nó ra đi, thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái đường ống. Đây là cái đường ống trên xe mình, và đây là cái mã, đây là cái đường ống mới, nó không có mã, nhưng mà mình không quan trọng. Và có vẻ như các bạn nhìn nè, cái đường ống này nó bự hơn, cái tiết diện của nó bự hơn, và cái tiết diện của đường ống này của mình nó nhỏ hơn. Nhưng mình nghĩ là do cái cao su nó chưa có, theo thời gian nó chưa có mở rộng, nên cái mới nó chưa có bự bằng cái cũ của mình ha. Thì sẵn tiện các bạn nhìn nè, đây là các bạn nhìn sâu vô bên trong nè, các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái dấu hiệu của thời gian nó nằm ở trong cái đường ống này. Rất là dơ thấy không, rất là dơ luôn, cặn bẩn nè.
đó, thì sẵn tiện có cơ hội thì các bạn nên tháo những cái này ra. Việc tháo những cái này ra đó, nó vừa mang ý nghĩa là các bạn, nó là một công đôi việc nha các bạn. Nó là một công đôi việc. Ngoài việc các bạn chăm sóc xe, các bạn tự xử những vấn đề, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn sẽ biết được cái xe của các bạn vận hành ra sao. Để mình đi lấy cái khăn nè, sẵn tiện mình sẽ vừa đi vừa nói với các bạn. Các bạn sẽ biết được cái xe của các bạn vận hành ra sao, nó sẽ có những vấn đề gì gặp phải. Khăn vấn đề gì có thể gặp phải trong quá trình sử dụng, để khi các bạn di chuyển trên đường mà bị những vấn đề tương tự, các bạn sẽ biết tìm đúng cái bệnh của nó để xử lý. Có một vài thành phần á, mình gọi là thành phần chứ không phải là thành viên nha, vài thành phần lên nói là ôi xe cũ mua xong rồi sửa cái này sửa cái kia bằng cái xe mới. Mình xin chia sẻ với các bạn nha, chiếc này ngoài những thứ được gọi là ăn chơi, đồ chơi lắc nhắc này, đó là cái tiền và thời gian của mình dư để mình chơi và không có sử dụng của ai hết, nên mình không có bị vướng bận vào ai cả. Cái tiếp theo nữa, những cái này nó mang ý nghĩa là các bạn tự chăm sóc cái xe của các bạn, chứ các bạn không nhờ vả vào ai. Thì các bạn sẽ tự tin sử dụng những chiếc xe phù hợp với nhu cầu của bản thân nhiều nhất có thể, tránh tình trạng tốn tiền cho một ai đó mà họ chỉ có chăm chăm về việc là xe anh hư rồi, xe anh sửa đi, xe anh cũ rồi, anh mua xe mới đi. Nhưng các bạn không biết rằng những cái nick ảo đó trên mạng nó chỉ mang ý nghĩa là để cho các bạn mua xe mới, để đóng thuế, để làm này làm nọ làm kia vậy thôi. Đấy, thì trong lúc chờ cái nước nó ra bớt thì mình có một cái update nhỏ nhỏ. Mình sẽ để cái chân trống ra phía trước, các bạn nhìn nha. Cái câu hỏi này là một số người hỏi mình. Ở phía dưới là bóng Demi T10, nhưng ở trên là bóng H7. Thì hiện tại bóng H7 của mình sử dụng là hai màu. Màu đầu tiên nó sẽ là màu vàng, và màu thứ hai nó sẽ là màu trắng. Rồi, mình vừa mới ghim cái xe mình vô trong cái camera của mình vô trong cái chân trống. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong xe, mình sẽ bật đèn, mình sẽ đá pha lần đầu tiên, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái màu nó hơi rung nha. Ở đây nó có cái máy làm nước á. Rồi ok, đỡ hơn rồi nè. Ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vô đá pha lần đầu tiên sẽ ra màu vàng, và đá pha lần thứ hai sẽ ra màu trắng nha. Các bạn thấy thì cùng một cái bóng đó mà có thể sử dụng hai màu, thì nó hai nhịp màu khác nhau, thì nó sẽ giúp ích khá là tiện nếu các bạn đi những cái trời sương hoặc này nọ. Ồ, nước mới văng ra thêm, để tạm dưới đó đi. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ một cái cấu trúc. Thì như các bạn nhìn ở đây nha, cái vị trí giắt cắm này là của bóng bóng pha, và vị trí ở dưới là của bóng cốt T10. Thì gọi là sao ta, nó có hai kiểu gắn bóng đèn trên thế giới này. Kiểu đầu tiên á là những thằng xe Đức nó rất thích gắn. Mình sẽ đưa sát cho một tí để cho các bạn dễ nhìn. Đây, cái giác phía trên là của bóng bóng pha nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn nhìn thấy. Sao nhỉ? Mình nhầm, xin lỗi. Cái đó là giác truyền điện thôi. Đây nè. Đây nè. Phía trên là bóng pha và phía dưới là bóng Demi. Thì cái kiểu thứ nhất mà tụi Đức nó hay thích á, tức là các bạn có một cái giắt cắm, các bạn có một cái bóng đèn hoặc cái housing, thì ba thứ đó sẽ được lắp đặt theo như thế nào. Có hai kiểu thì nó chỉ khác nhau về thứ tự thôi, tức là cái này là giắt cắm, phía sau giắt cắm là chính giữa, phía sau giắt cắm là bóng đèn, và cuối cùng ở bên ngoài là cái housing. Thì cái trường hợp của tụi Đức á, thì nó thích gắn là cái bóng đèn được gắn trong cái giắt cắm, sau đó nguyên bộ của cái giắt cắm và bóng đèn sẽ được ghim vào cái housing và chặn một cái, thì nó sẽ vô cái ngàm. Các bạn đi cái ngàm là 1 nè, 2 nè, 3 cái ngàm, tức là nguyên bộ này sẽ đi vô. Nhưng cái cách gắn của một số dòng xe khác á, thì nó lại có cái cách gắn là cái bóng đèn sẽ được ghim vô cái housing
và nó sẽ có một cái ngàm nhôm, những cái chân nhôm giống như thế này nè các bạn, những cái chân nhôm giống như vậy nè, nó sẽ giữ lại cái bóng, nó sẽ giữ lại cái bóng ở bên trong cái housing của đèn. Sau đó cái dắt điện này nè sẽ được ghim vô cái bóng. Hai cách thiết kế đó nó sẽ mang đến kết quả là các bạn sẽ có hai kiểu đèn để thay. Kiểu đèn đơn giản nhất, kiểu đèn led để thay. Kiểu đèn đơn giản nhất là cái bóng led đó, giống như trường hợp của mình đó, là chỉ là một cái bóng thôi. Cái bóng đó được gắn vào cái chân, và từ cái chân và cái bóng nguyên cụm nó combo đó được gắn vào cái bóng đèn, đưa vô cái housing này. Cách thứ hai là những bên thiết kế là cái cách của mình đó là trong cái bóng này nè nó mắc hơn, bởi vì trong cái bóng này nó được có con chip canvas rồi, con chip canvas được tích hợp vô nên nó mắc hơn và nó gọn hơn. Còn cái cách thứ hai đó là cái bóng nó sẽ có đi ra một cái cổng dây điện, cổng dây điện nó sẽ có cái cụm hình chữ nhật hoặc hình vuông là cái canvas nằm rời, và cuối cùng sẽ là cái dắt cắm điện để ghim vô cái đầu điện của xe. Thì cái cách gắn đó nó sẽ rẻ hơn, cái chi phí bóng nó sẽ rẻ hơn, nhưng bù lại là bên trong cái housing này nó dây nhựa nó sẽ hơi lằng nhằng, nó dài dòng nha. Nên các bạn phải tìm hiểu kỹ là cái chân bóng trên xe của các bạn là loại gì. Ngoài cái việc là chân H7, H4 gì đó thì các bạn phải biết kiểu, tức là chân bóng là một, kiểu gắn là hai, thì các bạn mới mua loại bóng led phù hợp được nha. Còn hiện tại là mình đã xả hết rồi đó, ok đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt lại nha. Rồi, như bạn thấy thì cái việc lắp đặt lại cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được, chỉ là những cái gài ngàm, những cái ráp ngàm thôi. Đấy, thì cái cao su mới nó dày hơn cao su cũ một tí nên mình phải nới rộng một tí cái cổ dê ra, thì mình gắn lại xong thì nó sẽ nằm như thế này, nó không có đụng vô cái dây cura nha. Thì cái phần phía dưới mình cũng đã gắn xong rồi, rất là đơn giản. Cái ngàm được ghim vô một cái là nó nằm yên à, đâu có gì đâu, mọi thứ ok hết. Thì nói chung là mình đã mất cái đoạn nước từ đây đi vô đây, và cái phần trên của các nước thì lát nữa mình sẽ châm lại bằng cái nước xanh mà mình có nha. Thì việc gắn lại cũng khá là đơn giản, ngàm nghiết này nọ ok thôi nha. Thì clip này ngắn gọn vậy thôi, thì hy vọng các bạn có thêm những kiến thức, với lại các bạn có thêm sự tự tin khi sở hữu những chiếc xe nó thuộc gọi là không biết sao, nhưng mà chỉ riêng ở Việt Nam thì mới gọi những chiếc xe này xe cũ, chứ trên thế giới á người ta vẫn gọi là những chiếc xe họ thực dụng, họ coi những chiếc xe này là phương tiện di chuyển chứ không phải là những cái tài sản, họ là tiêu sản, nên hãy coi nó bình thường thôi. Cái nào gọi là sao, cái nào nó mang đến giá trị B trên B, tức là ngày xưa mình làm về công nghệ đó, ngày xưa mình làm về máy tính á, thì bây giờ mình vẫn là làm về công nghệ nha. Thì cái B trên B tức là price trên performance, chi phí trên hiệu quả, làm sao mà đẹp nhất có thể, một tức là chi một đồng lấy một đồng, mà chi một đồng lời được tới một đồng rưỡi thì quá tuyệt vời. Thì với mình chiếc xe này đang là 1/1, quá tuyệt vời, nên mình thích cái đó. Còn thí dụ mà các bạn chi một chiếc xe, ví dụ đi, à đây, chiếc Land Cruiser như vậy, mình không biết ha, mình ví dụ thôi. Còn thí dụ các bạn mua một chiếc xe mới đi, như anh chủ này nè, anh chủ này mua chiếc xe mới nè để an tâm chạy, nhưng mà suốt mùa dịch luôn nè, các bạn nhìn nè, biển 51H nha, mới tinh luôn. Đây chiếc xe mua mới tinh, nhưng mua xong một cái anh chủ để đây và không di chuyển gì cả. Xin lỗi các bạn nha, chỗ này nó hơi ồn, có cái máy lọc nước ở đây, và mình sẽ cho các bạn nhìn thấy ở vị trí này, hình như là đã được lắp lại rồi. Tức là cái chiếc xe này nè, cái lúc mà anh chủ vừa mua về xong là mà cả nhà đang đi nhậu á, mượn xe mới đó, thì bị một chiếc xe gắn máy tông ngay chỗ này, nó móp một cái lỗ luôn. Thì anh ấy lập tức đi ra ngoài để cho bên bảo hiểm hãng họ làm lại. Thì có thể là do bụi hay sao đó mình nhìn thấy không rõ, nhưng mà bữa trước mình nhìn thấy nó lem nhem lắm. Nói chung là mua xe mới mà để xe một góc như vậy thì cũng không hay, nó không mang đến giá trị gì hết. Còn ví dụ như các bạn mua chiếc xe cũ nhưng các bạn tránh được mưa, tránh được nắng, tránh được Covid luôn, thì tỷ suất lợi nhuận nó cao mà, đúng không? Chi 300 triệu mà thoải mái, nhưng các bạn chi cả tỷ mà bạn để xe để chừng cũng như không. Rồi, như vậy thôi ha. Cảm ơn các bạn.